Chào mừng các em đã trở lại. Trong video số 21 ngày hôm nay, chúng ta liên quan đến phần ngữ pháp rất rất khó và cũng là câu hỏi cuối cùng trong mỗi câu hỏi đơn lẻ trong 19 câu hỏi đầu tiên trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mỗi câu hỏi này của chúng ta có tiêu đề là Idioms thành ngữ. Mục thuộc mỗi câu hỏi số 9 của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để làm được bài tập về câu hỏi thành ngữ idiom, làm thế nào để làm bài tập về thành ngữ được tốt. Đây là một câu hỏi rất khó, thầy cũng không dám trả lời chắc chắn được, nhưng theo kinh nghiệm của thầy, thứ nhất chăm chỉ luyện tập, bằng cách làm càng nhiều đề luyện tập càng tốt. Ghi lại các thành ngữ mình đã gặp từ chương trình chính khóa. Chương trình chính khóa cũng có rất nhiều cái mà chính khóa, rồi thì chuyên đề, rồi thì luyện đề, và cách ghi thì cũng ghi như là collocation, ghi theo từng mục và chúng ta sẽ tìm lại nó rất dễ dàng. Đặt câu với các thành ngữ và đặc biệt là luyện đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh. Đặc biệt với thành ngữ thì là văn phong. Yếu tố văn hóa. Yếu tố văn hóa. Truyền thống. Sẽ giúp cho chúng ta đoán được nghĩa tốt nhất. Đây chỉ là những cái gợi ý rất là nhỏ. Hy vọng rằng là qua những cái cụm thành ngữ cơ bản ở dưới đây, chúng ta có thể nắm được rõ hơn về các thành ngữ trong tiếng Anh như thế nào. Và đây chỉ là một vài trong số các thành ngữ mà thầy muốn giới thiệu với các em. Thứ nhất, thành ngữ thứ nhất, Rain Dogs and Cats. Rain heavily, mưa nặng hạt. Vậy chúng ta lấy ví dụ. It rained cats and dogs and cats. Hai cái đều được cả. Bằng với it rained heavily. Cái này có quả trong cái phần synonym và antonym. Ngoài cái bài tập câu đơn lẻ còn có cả trong phần synonym antonym, có nghĩa là có đến hơn một câu trong đề thi tốt nghiệp liên quan đến thành ngữ, thậm chí trong các đoạn văn cũng có, nên chúng ta hết sức cảnh giác. Chalk and cheese và different from each other, rất khác nhau, khác biệt ghê gớm. Trong tiếng Việt thì ta có thể hiểu đó là bì phấn với vôi, vân vân. I don't have anything in common with my brother. We are like chalk and cheese, như mặt trăng với mặt trời vậy. Here and there, bằng everywhere, mọi nơi. I have been searching here and where, here and there, for the gift I bought for my friend. Here and there, tôi đã tìm khắp mọi nơi, nơi này, nơi khác. Cụm số 3. Cụm số 4, a hot potato. Something
That is difficult or dangerous to deal with. Vấn đề nan giải. Một vấn đề nóng, vấn đề nan giải. The abortion issues is a hot potato in the US. Cái nạn phá thai ấy là một cái vấn đề nóng ở nước Mỹ. A drop of head. Chúng ta thấy drop là rất là cái rơi a head. Cái mũ rơi thì rơi cái khoảng cách từ cái đầu người đến đất thì rất là ngắn. Nên là cái mũ rơi thì rất là nhanh, immediately, instantly, ngay lập tức. But at a drop at a hand of a hand. Rất nhanh. If you need me, just call me. I can come at a drop of a hand. Nếu như bạn cần thì cứ gọi, tôi sẽ đến ngay lập tức. Back to the drawing board. Time to start from the beginning. It's time to plan something over again. Bắt đầu lại, trở lại. My plan to create a tiny car made of glasses was unsuccessful, so I guess it's back to the drawing board for me. Cái việc này nó sẽ được làm lại, được lặp lại. Read about the bus. Cái cụm từ đấy đã được kiểm tra khá nhiều năm trong các cái đề thi chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vòng vo tam quốc, loanh quanh tránh cái chủ đề chính, hay nói tóm lại là biện cớ biện hộ hay là tìm lý do để lẩn tránh, vân vân. Stop beating the bush and answer my question. Đừng vòng vo nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi. Bad thing since sliced bread. A good invention or innovation. A good idea or plan. Ý kiến hay. Portable phone marketed as the best thing since sliced bread. People think they are extremely good. Cái sự xuất hiện của điện thoại cầm tay đã là một cái ý kiến cực kỳ hữu dụng và mọi người đều xem nó là một cái vật thể rất là tốt. Burn the midnight oil to stay up working, tức là thức suốt đêm để làm việc, hay nói khác là thức trắng đêm, thức thâu đêm. Especially staying late at night, thức khuya làm việc học bài. I will have big exam tomorrow, so I'll be burning the midnight oil tonight. Mai tôi phải thi, hôm nay tôi sẽ phải học tập suốt đêm. Can't between two. When someone finds it difficult to choose between the two alternatives, tiến thoái lưỡng nan. Không biết là làm việc gì như thế nào. He couldn't decide his mind. Which course to take, it seemed he would cause between the two schools. Anh ta không biết nên lựa chọn khóa học nào. Thật là tiến thoái lưỡng nan, thật là khó xử. Break a leg, good luck, chúc may mắn. Thông thường chúng ta thấy cái từ break này, chúng ta thấy nghĩa của nó là có phần tiêu cực, là break là gãy vỡ, leg là chân. Mà thật ra là một lời chúc, good luck, chúc may mắn. I have heard that you're gonna take a test tomorrow, break a leg, do the. So funny, ha. À, ngày mai bạn thi rồi, tớ chúc bạn thật may mắn. But, hit the books, mang nghĩa là học. I can't go out tonight, I forgot to hit the book, cắm đầu vào sách. Tớ không thể đi được đâu, hôm nay tớ phải học. Hit the book. When a pig fly, chúng ta biết rồi, pig là con lợn, fly là bay, vậy con lợn bay là điều không thể. Something will never happen, điều không tưởng, không thể xảy ra. When pig fly, she'll tie up her room. Cô ta mà dọn phòng ngứ, đó là điều không thể. Scratch one back, gãy lưng ngay đó. Đấy là nghĩa đen của nó. Có nghĩa là giúp cho ai đó việc gì. You scratch my back and I will
scratch the later. Bạn giúp tớ, sau này tớ sẽ giúp lại cho bạn thôi. Đó là câu nói. Hit the nail on the head. Làm một cái điều gì đó chính xác, đúng lúc, đúng chỗ. My hit the nail on the head when he said most people can use a computer without knowing how it works. Mai đúng khi nói rằng là người ta sử dụng máy tính mà không hiểu là cái nguyên tắc hoạt động của máy tính như thế nào. Take somebody something for granted, xem nhẹ điều gì. Cái này thì thầy đã hướng dẫn chúng ta ở phần collocation, cũng đã có cái này, xem nhẹ. One of the problem with the relationship is that after a while you begin to take each other for granted. Trong cái mối quan hệ thì nó ban đầu thì bạn xem trọng và dần dần bạn xem nhẹ đối phương, và điều này sẽ là một cái rắc rối trong mối quan hệ. Take into account or into consideration, để tâm chú ý đến ai đó, xem xét một điều gì đó. Will you take your long year of service into account when we made our final decision? Tôi sẽ xem xét cái dịch vụ, cái sự tồn tại lâu dài của bạn khi mà chúng tôi đi đến quyết định, hay là cái việc mà hậu mãi lâu, hay là cái việc chăm sóc sau mua, đó, chăm sóc khách hàng sau mua. Put something somebody at one's disposal, đặt điều gì ai đó ở trong một cái mối dự trữ sẵn có nào đó. To make someone something available to someone, có sẵn theo ý muốn. I'll be glad if you to have you if you need me. I put myself at your disposal. Tớ luôn sẵn sàng, luôn chờ bạn gọi, hay là luôn sẵn sàng khi bạn cần đến. Splitting headache, đau đầu như búa bổ. I've got splitting headache. I'm going upstairs for a nap. Tớ đau đầu quá, tớ lên trên gác để nghỉ đây. Number 20, on the house. On the house, sao là nhà ta? Nhà ta là một cái thứ gì đó mà nó rất thuận tiện cho ta. Ta lấy, ta không phải trả tiền. Và không phải trả tiền. Đó. Trên đây chỉ là 120 trong số các cái thành ngữ trong tiếng Anh. Và trong tiếng Anh thì thành ngữ vô cùng nhiều. Thầy có hẳn một cái video nói về thành ngữ. Thì là con có xem, thầy xem cái video đó để tìm hiểu thêm về các thành ngữ. Nhưng nhìn chung để học thành ngữ chúng ta vẫn phải như sau. Luyện càng nhiều đề càng tốt. Mỗi đề có hơn một câu về thành ngữ. Vậy mỗi đề chúng ta chép ra được ít nhất là hơn một thành ngữ. Ta luyện nhiều đề, ta chép được nhiều thành ngữ. Và loại trừ những thành ngữ có thể trùng nhau ở các đề, chúng ta có một cái vốn thành ngữ phong phú. Chúng ta tập đọc mỗi khi rảnh rỗi, tập đặt câu với nó, thậm chí ghi nhớ nó theo cái cách nào đó của chúng ta. Thì đó là một cái vốn vô cùng lớn để chúng ta tự tin khi làm bài. Thì và bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần luyện tập. Ở câu số 1, cái đề mẫu là thì 2021, chúng ta có nhận xét như sau. Từ trong trí nhớ chúng ta có đề went down và cấu trúc là go down. Once, go down, once. Từ chúng ta phải điền vào đây. Và bây giờ chúng ta thấy này, when seeing her with her own eye, see with one eye, có nghĩa là nhìn bằng tận mắt thường. The beach cover with ton of plastic rabbit, what's up from around the world, a child went down her, và lạnh xương sống. Và câu chuyện này như là lạnh xương sống. Chúng ta xem các cái từ đã cho. Chúng ta có từ spine là xương sống này. Từ bone là xương nói chung này. Mind là đầu óc, brain là não. Vậy chúng ta sẽ chọn từ spine. Lạnh xương sống.
Vậy thì chúng ta chọn đáp án của chúng ta là đáp án A. Cái này rõ ràng là chỉ có thể thuộc lòng hoặc bằng kinh nghiệm thôi. Bon là xương nói chung thì không thể rồi. Mind và brain gần giống nhau về đầu óc. Và khi cái vấn đề ở đây chúng ta phải nói là cái cảm xúc bằng tính văn hóa có giá trị trong tình huống. Khi nhìn thấy một sự việc gì đó chúng ta thấy lạnh xương sống, thì trong ngôn ngữ của tiếng Việt cũng có cái này, nên chúng ta dễ dàng suy đoán ra được. Chứ còn không có một cái bí quyết gì khác ngoài việc học và những cái cảm nhận ngôn ngữ để chúng ta có thể làm bài tập giao này. Câu số 2. Trying to solve this problem all week, but it still hasn't been able to eat. Và rõ ràng để giải quyết một vấn đề gì đó, đây là trong tiếng lóng, to crack something. To crack something. Để giải quyết được vấn đề. Crack là từng chút làm vỡ gãy ra. Và chúng ta break là phá vỡ hoàn toàn. Không được. Setter là vung vãi ra, crash. Vậy đáp án chúng ta là C. Khổ quá. Tình huống quên là tình sống. Tiếp theo. Câu số 1 của phần luyện. Thì cho chúng ta thêm một cái cấu trúc nữa, đó là cấu trúc read it in black and white. Mọi chuyện tỏ ra sáng tỏ. Sáng tỏ mọi chuyện. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là black and white. Đáp án D. Protest. Và chúng ta có một cái lexical verb ở đây, nó đóng cái trò làm thành ngữ, nhưng nó cũng là lexical verb, là làm make no difference. Make no difference. Không có sự khác biệt, không đem lại sự khác biệt. Nó khác không tiến bộ. Make no difference. Chúng ta cũng có thể dự đoán bằng các cái từ còn lại. Ví dụ đức là làm lên, cause gây ra, create tạo ra. Thì ở đây động từ make cho chúng ta thấy cái sự tiến bộ. Nên chúng ta sử dụng make cho ra sự tăng lên, thăng tiến. Là bằng là A. Rồi số 3. The poor child was flat out. Và đây là một ngữ danh từ flat out. Okay. Nước mắt tràn trề. Nước mắt giàn giụa. Chúng ta là A. Từ này các con đọc cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ đọc là tear nếu là động từ, đọc là tear nếu là danh từ, và đây là danh từ. Flat of tear. Câu hỏi số 4. Doctor work around the to help those in the in chain class. Chúng ta thấy in the in chain class. Injures những người bị thương. Chúng ta thấy cái hành động này nó sao sao? Bị thương. Hành động này nó rất khẩn cấp. Khẩn cấp của hành động.
khẩn cấp thì người ta nghĩ đến cái ngữ tiếng Việt là chạy đua với thời gian. Và trong bài dưới này chúng ta có từ thời gian, từ second và hour chúng ta sẽ loại bởi nó quá specific, có nghĩa là quá chi tiết hóa. Và bởi vì một giờ hay một phút không thể định trước được. Và chúng ta có cấu trúc là work around, giờ chúng ta chỉ còn hai từ time và clock thôi. Mà đáp án là around, vòng quanh, thì chúng ta tưởng tượng ra cái kim đồng hồ nó chạy và chúng ta sẽ dùng đáp án là clock, chạy đua với thời gian. Chạy đua với cái kim đồng hồ. Đó, và đáp án của chúng ta là work around clocks, chạy đua với thời gian. Bộ mè thì nó đẹp và chạy đua với thời gian. Rồi, chúng ta chuyển sang đáp án là A, chuyển sang câu số 5. Vì là rất khó nên chúng ta, cái này chúng ta phải làm từ từ. Câu số 5. I'm worried she may be getting cold about the cheap to... tôi lo lắng, thứ hết chúng ta có từ worried. Worried, từ này là tiêu cực. Chúng ta thấy là lo lắng. Yếu tố sau của chúng ta có tính tiêu cực. Và khi đi, chip là chuyến đi, vậy đi liên quan đến cái bước chân, và chúng ta có get cold feet. Chùn bước. Chùn bước, không muốn đi. Đã làm được chúng ta là thế. Số 6. If you wear a suit to party, nếu bạn mặc áo không lê từ bữa tiệc, you will stand out like a short. Và chúng ta thấy là suit to party, ăn tiệc, một cái gì đó nó khá là vui vẻ, nó khá là informal, mà lại vui vẻ và thân thiện. Chúng ta lại thấy có cái từ stand out, có nghĩa bị gạt ra ngoài, ngoài lề. Và chúng ta có like a sore thumb. Lạc lõng. Tại sao chúng ta lại chọn cái từ này? Chúng ta thấy đấy, hand thì có hai cái, finger thì cũng có năm ngón, và finger nói chung không phân biệt cái nào cái là lớn cái là bé. Như thumb thì chỉ có một ngón to nhất thôi, nghĩa là lạc lõng. Thumb là ngón tay cái, lạc lõng, và đáp án chúng ta là C, lạc lõng. After filling off, và thông thường cũng có một số tài liệu thầy đọc thì có thể nói là filling off food, chán cơm, chán ấy vân vân, tức là chê cơm, chán cá vân vân. Nhưng mà ở đây thì I don't want to see doctor, want to see doctor, dẫn đến có vấn đề với sức khỏe. Want to see a doctor. Sức khỏe. Nhưng thực chất thì đây là một thành ngữ có nghĩa là feel off. Mắt chóng mặt,
chóng mặt thay đổ trong đó mắt cho thấy theo việc nổ trong đó mắt và đáp án chúng ta là B. Này cũng nhiều người gặp trong những tình trạng cơ thể bất an. À, và câu tiếp theo chúng ta thấy rồi. Cái câu mẫu trên thầy đã cho Irene Kessendorf. Irene Kessendorf. Kessendorf. Thì đồng nghĩa với nó là Irene Haverly. Irene Haverly. Mưa to, mưa nặng hạt. Cái này chúng ta đã giới thiệu ở trên thì không cần phải giới thiệu nhiều. Đáp án là A. Okay, xin chào. Câu số 9. Many and Kofsi were probably not far off the in the analysis. Đây là một cấu trúc rất là khó và lần đầu tiên tôi cũng mới nhìn thấy nó đây. Cái cụm từ far off the. Vậy tôi thử đoán xem. Vậy tôi dựa vào cái từ analysis. Nhận xét từ analysis. Từ này có nghĩa là phân tích của họ. Analysis. Phân tích. Phân tích thì tôi nghĩ rằng sẽ đưa đến cái quan điểm. Tôi sẽ kết luận quan điểm, tôi phân đề quan điểm kết luận. Đây thú thật là lần đầu tiên tôi cũng mới nhìn thấy cụm từ này. Vậy far off the, tôi nghĩ sẽ tôi sẽ chọn đáp án là point, quan điểm. Quan điểm. Đó, tôi sẽ chọn đáp án là far point, hy vọng rằng với kinh nghiệm của tôi thì tôi cho là đáp án này là phù hợp nhất cho trường hợp này. Đó. Đấy, thì chúng ta thấy rằng không phải ai cũng có thể chắc chắn được một cái câu nào đó đâu, cũng có thể chúng ta sẽ không chắc được. Cái gì mình biết thì nó dễ, và cái gì mà không biết thì mình nó rất khó. I'm so under with work. Và chúng ta có snow under work. Tôi chắc chắn từ này. Snow under work. Bận túi bụi. Và câu này cũng đã từng thi rồi các em ạ. Bận túi bụi. Và đáp án chúng ta là đáp án C. So, chúng ta tưởng tượng có một cái gì đó nó cứ đè dần lên, đè dần lên. Đó, thì snow là hình tượng phù hợp trong trường hợp này. Như vậy thì chúng ta vừa trải qua một phần ngữ pháp rất rất khó, đó là idiom. Có lẽ là nó là thử thách của rất nhiều bạn. Và cái phần này thì trong IELTS TOEFL TOEICS cũng có đề cập rất là nhiều. Nên ai đó luận IELTS TOEFL thì cũng phải chú ý phần này rất là nhiều. Thì thầy chỉ có đưa ra một vài cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể nói là tip để chúng ta làm bài đi trên này. Thì chúng ta đọc mục đích cuối thầy vẫn nhắc chúng ta là phải luyện tập thật nhiều, làm càng nhiều bài tập, làm càng nhiều đề luyện càng tốt. Và việc ghi chép lại và luyện tập sau này cũng là một yếu tố để giúp chúng ta làm tốt được. Và bài học ngày hôm nay đến đây dừng lại. Xin chúc các em ôn thi thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúc các em có kết quả thi tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp.